Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh Đọc Truyện Đêm Khuya. Hôm nay Lan Anh sẽ kể đến mọi người câu chuyện mang tên Vợ Lẽ. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe. Tôi biết mẹ và bà ngoại đang lừa dối tôi nhưng vẫn ngoan ra khỏi nhà. Dọc đường tôi lại kinh hãi khi nhớ lại ánh mắt bà nhìn mẹ. Từ khi tôi lớn lên đến giờ, chưa bao giờ thấy bà tức giận đến thế. Sáng chiều buông xuống, tiếng dế bắt đầu rí rít kêu. Hàng tre già bên đường đung đưa thân cầy guộc theo gió, tạo ra tiếng lào xào. Một buổi chiều êm ả, bà dắt tôi đi trên con đường đất quen thuộc. Tiếng kể chuyện của bà hòa với tiếng dế như bài đồng dao của triều tàng. Xa xa phía căn nhà tranh nhỏ của mẹ con tôi, một chiếc xe đạp dựng ngay trước nhà. Bà dừng bước cúi xuống hỏi tôi, kia là xe bố con phải không? Đôi mắt tôi mở to nhìn về chiếc xe đạp màu đen, quay sang bà gật đầu cười tươi. Một tiếng hừ vang lên, tôi biết đó là tiếng mà mỗi khi bà không vui hay không vừa lòng một điều gì. Nó chẳng có chuyện gì tốt đâu. Tôi ngước lên nhìn bà phùng má. Bố ra thăm cháu, vùng mạnh ra khỏi tay bà. Tôi muốn chạy nhanh vào nhà nhưng bà giữ tôi lại. Chạy sẽ ngã. Giọng bà không vui cầm tay tôi sắp vào nhà. Má tôi phùng lên, vùng vằng muốn thoát khỏi bà để chạy vào nhà gọi bố. Muốn bố bế tôi vào lòng cười to nói, con gái của bố, nhưng không được. Đến cửa, giọng ồm ồm của bố vang lên, bà phải bỏ cái thai này. Tại sao tôi phải bỏ, nó là con ông đó. Nghe vậy, bà kéo tôi đứng áp bên vách tường, ra dấu hiệu yên lặng với tôi. Nhìn qua vách hở, mẹ tôi đang ngồi trên giường với mặt hơi nhăn lại. Bố đứng nhíu mày nhìn mẹ. Bỏ đi, tôi đi xem bói rồi, nó là con gái. Vuốt bụng phẳng của mình, hàng mi mẹ rũ xuống run rẩy. Ngẩng đầu, mắt mẹ như lưỡi dao sắc nhọn, nhìn thẳng bóng cao lớn nơi góc nhà, môi khẽ nhếch lên nụ cười chế giễu. Chỉ vì là con gái mà ông muốn tôi bỏ nó. Bố quay người tránh ánh nhìn của mẹ. Con gái toàn là lũ ăn hại, tôi nói bỏ là bỏ. Mẹ vuốt bụng, đôi mắt rũ xuống thở dài. Nó cũng là một đứa bé vô tội, nó là giọt máu của ông. Lấy trong túi quần ra một vài đồng tiền ném thẳng lên giường. Bà cầm lấy tiền mang bỏ nó đi cho tôi. Bà chỉ còn cách một là bỏ nó thì êm ấm gia đình, còn hai là đừng mong tôi nhận chúng. Mặt rầu rầu của bố nhìn ra ngoài nơi bóng tối đang đổ xuống không gian. Bàn tay bà siết chặt đôi tay nhỏ bé của tôi, đau đớn. Tôi nhăn mặt, ngước mắt lên muốn gọi bà. Trong bóng tối mờ mờ, tôi thấy đôi mắt nhiều nếp nhăn của bà nheo lại chất chứa một sự tức giận, nhìn chằm chằm bóng cao lớn góc nhà. Hình như bà không thích bố, tôi không biết tại sao. Mẹ có thêm em nhưng sao bố mẹ đều không vui. Tôi thấy bạn Tri cùng lớp tôi toàn khoe bạn ấy có thêm em, trông bạn ấy rất vui mà. Tôi nghiêng đầu nhìn theo ánh mắt bà. Trong nhà, bóng gầy gò của mẹ đứng lên, quay lưng về phía bố. Bóng tối góc phòng làm tôi không nhìn rõ mẹ, nhưng tôi thấy bóng lưng mẹ khẽ run. Mẹ đang khóc, tôi biết mẹ đang giấu đi những giọt nước mắt. Mẹ đang nhẫn nhịn, nhưng tại sao? Ông đã ruồng bỏ con Yến rồi, giờ còn muốn bỏ đứa bé chưa thành hình. Sao ông lại độc ác như thế? Tôi mở to mắt ngỡ ngàng nhìn vào trong nhà. Thì ra là thế, bố không thích tôi, bố không thích con gái, bố không thích cả em trong bụng mẹ, vì em là con gái như tôi. Nước mắt lăn trên má tôi nóng hổi, tôi muốn gào khóc thật to, chạy đến bám chân bố hỏi, tại sao bố lại không cần con và em? Vì con là con gái sao? Con sẽ làm con trai, bố sẽ thích con và em chứ. Nhưng bà ôm chặt lấy tôi, bàn tay gầy guộc đầy vết chai che miệng tôi lại. Tôi nói rồi, cầm tiền này mai bỏ nó đi cho tôi. Tôi không cần thêm đứa con gái nào. Tôi lấy cô về chỉ muốn có thằng con trai, không muốn nuôi thêm lũ vịt. Trong căn nhà nhỏ bé, tiếng gằn của bố hòa cùng tiếng ếch kêu inh ỏi như một bản hòa ca giận dữ. Tôi run lẩy bẩy, ngưng mắt chảy dài. Níu lấy góc áo bà, cố gắng mím chặt môi để không bật lên tiếng khóc. Mẹ thắp lên chiếc đèn dầu duy nhất, ánh sáng lập lòe cả đèn làm cả nhà sáng lên. Trong ánh sáng leo lắt, tôi thấy mắt mẹ đỏ hoe, nhìn ánh đèn dầu, môi mím chặt, hai tay chống lên bàn siết lại thành nắm đấm. Mẹ đang cố kìm nén nỗi tức giận của bản thân. Tại sao mẹ phải chịu đựng, vì tôi sao? Nhanh tay quệt đi hàng nước mắt. Tôi bỏ đứa bé, ông sẽ nhận con Yến sao? Sẽ cho nó tình thương của một người bố. Nếu cô chịu bỏ cái thai và sinh cho tôi thằng con trai, tôi sẽ nhận con Yến. Nếu không, đừng mong tôi nhận nó. Anh vừa nói gì? Bà kéo tôi đến cửa quát lớn.
mắt đỏ ngầu sắc lạnh nhìn bố. Mẹ! Cả hai người bất ngờ nhìn bà đứng ở cửa. Bố nhanh chóng cúi đầu xuống như người làm chuyện xấu bị bắt gặp, lắp bắp. Mẹ! Mẹ ra chơi! Bà lườm bố giọng lạnh nhạt. Không dám! Nước mắt lã chã rơi, tôi òa khóc. Mẹ vội vàng chạy đến lau nước mắt, ôm tôi vào lòng vỗ về. Bao tủi thân ấm ức không thành lời, tôi chỉ có thể lao vào lòng mẹ nức nở. Sao mẹ lại sang đây? Con tự sang nước cháu cũng được. Ánh mắt sắc của bà nhìn bố, môi nhếch lên nụ cười giễu cợt. Tôi không sang, sao biết chuyện tày trời này? Đúng không anh con rể quý hóa? Mẹ cố đè giọng gọi bà. Mẹ! Chị im, nếu tôi không đến chắc chị thuận theo nó. Mẹ tôi không nói, chỉ rũ mắt buồn rầu vỗ nhẹ lưng tôi. Bố rụt rè bước ra khỏi cửa. Con xin phép. Bà đanh mặt nhìn ra cửa. Anh tính đi đâu? Anh đưa tiền cho nó bỏ ai? Bỏ cháu tôi à? Không, nhà còn có chuyện, con xin phép. Vội vàng dắt chiếc xe đạp phóng nhanh vào con đường đất. Bóng to lớn mờ nhạt dần trong ánh sáng điện xa xôi. Nhìn theo bóng đen thấp thoáng trong ánh đèn xa xăm, bà trợn trừng mắt khẽ hừ, quay lại đôi mắt lừ lừ nhìn mẹ. Còn chị tính bỏ cháu tôi? Có cái Yến ở đây, con xin mẹ. Yến, cháu sang nhà bác Sinh chơi với các anh chị, bà có chuyện nói với mẹ. Kéo tôi ra khỏi lòng, mẹ vuốt tóc tôi cười. Lúc con chưa về thì chị thắm hỏi con, hình như chị có gì cho con sang chơi với chị, lát mẹ sẽ gọi. Đôi mắt ngập nước của tôi nhìn mẹ gật đầu. Tôi biết mẹ và bà ngoại đang lừa tôi, nhưng vẫn ngoan ngoãn ra khỏi nhà. Dọc đường tôi kinh hãi khi nhớ lại ánh mắt bà nhìn mẹ. Từ khi tôi lớn lên, chưa bao giờ thấy bà tức giận đến thế. Tôi lén lút quay trở lại, đứng núp ở vách sau nhà, nhìn qua khe hở. Trong nhà bà ngồi xuống giường giọng tức giận. Chị muốn bỏ đứa bé? Mẹ không trả lời mà chỉ nhìn ra cửa nơi màn đêm tối đen. Đôi mắt mẹ theo màn đêm tối lại. Tiếng vâng nhỏ bé của mẹ vang lên hòa vào tiếng dế kêu giả sức ngoài bóng đêm. Bà xông thẳng tới giáng chát một cái tát thật mạnh xuống má mẹ, quát lớn. Chị có còn là con người không? Mẹ cười mỉa mai chính bản thân mình. Bố nó đã vô tình với nó, tại sao con phải giữ nó? Chị dám bỏ nó? Đôi mắt đỏ hoe phẫn nộ nhìn thẳng vào bà ngoại. Con dám, như bố nó muốn. Thân con đã khổ, sinh nó làm gì? Trong mắt mẹ lúc này là tất cả sự căm phẫn, tức giận, tích tụ. Bà ngoại mở to mắt nhìn mẹ kinh hoàng. Tôi cũng sợ hãi khi nhìn thấy đôi mắt của mẹ. Cố bịt chặt miệng để không bật lên tiếng hét. Tôi đã nói như nào với chị? Tôi không đồng ý với chị. Chị nấy nó nhưng chị vẫn lao đầu vào. Phận làm vợ lẽ có bao giờ tốt đâu. Thân chị khổ không sao, nhưng cháu tôi thì nó không chịu được. Chị xem, đất cũng phải ở nhờ, nhà cũng không được tử tế, phải ở tạm cái nhà tranh này. Giờ chị lại tính bỏ cháu tôi. Nó là đứa bé vô tội, chị mà bỏ nó sẽ oán chị cả đời. Tôi luôn thắc mắc, tại sao phận làm vợ lẽ lại không tốt? Đến ngay cả bà ngoại cũng nói thế. Mẹ tôi đã phạm tội lớn sao? Tại sao ai cũng lấy cái thân phận vợ lẽ ra mà mắng nhiếc mẹ? Ánh mắt cay độc nhìn chiếc đèn dầu đang cháy phập phồng, nó như cháy lên nỗi căm phận của mẹ. Nó có oán thì nó nên oán bố nó đã ruồng bỏ nó. Chị nói hay nhỉ, chị là mẹ nó lại không bảo vệ được nó, chị có xứng đáng làm mẹ không? Giữ lại làm gì? Bỏ nó đi, đúng rồi, nên bỏ đi. Tiếng cười ha ha đau đớn vang lên trong nhà nhỏ như muốn xé tan âm thanh nổi loạn của bóng đêm. Bóng tối phủ xuống càng nhanh, chúng vây hãm, chúng điên cuồng nuốt chửng lấy chút tâm tư tàn độc của mẹ. Tôi sợ hãi không dám thở mạnh nhìn mọi thứ đang diễn ra trong căn nhà nhỏ. Sự điên loạn của mẹ khiến bà giật mình hoảng hốt, buông thõng hai tay quỳ sụp xuống van xin. Tôi xin chị. Mắt của mẹ hoảng loạn như mới thoát ra khỏi cơn ác quỷ trong tâm, quỳ xuống sợ hãi nhìn bà. Mẹ, mẹ đứng lên đi. Bà vẫn quỳ ngước đôi mắt nhăn nheo dầu dĩ nhìn mẹ khẩn cầu thiết xin. Tôi xin chị đừng bỏ đứa bé, tôi xin chị. Mẹ đứng lên đi, con van mẹ, con sẽ không bỏ con của con đâu, con xin mẹ đứng lên đi. Đỡ bà đứng lên, mẹ lại tiếp tục quỳ tuyệt vọng nhìn bà thở hắt ra. Nhưng mình con sao nuôi nổi hai đứa đây? Ngồi xuống chiếc giường nhỏ sập sệ, nhìn mẹ vẫn quỳ dưới nền đất, nếp nhăn trên mặt giãn ra đôi chút, bà thở dài. Chị không nuôi được để tôi nuôi, chị phải sinh cháu tôi ra, chị bỏ nó tôi từ chị. Mẹ! Bà đứng lên khỏi giường, bước thẳng ra cửa. Đừng gọi tôi là mẹ, người mẹ như tôi nói mà chị không nghe thì tôi không còn là mẹ chị nữa. Hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt khắc khổ của mẹ, hai tay siết chặt lấy góc áo khiến chúng nhăn nhúm.
Con cũng có nỗi khổ mà mẹ, con chỉ muốn con Yến được sự quan tâm từ bố. Đêm nào nó cũng hỏi con sao bố nó không ra thăm nó. Mơ nó cũng gọi bố không ngừng, con xót lắm. Bà quay lại nhìn mẹ gắt. Chỉ vì con Yến mà chị tính bỏ đứa bé, chúng đều là con chị. Nhưng con không nhưng nghĩ gì hết. Chị có nghĩ chị sinh ra đứa nữa lại là con gái, nó sẽ lại bắt chị bỏ tiếp. Chúng nó không có bố cũng được, không nhận thì sao, chúng nó còn có tôi. Tôi đã nói chị như thế nào, nếu chị lấy nó thì cũng sẽ khổ, đừng có kêu tôi cơ mà. Ngay từ đầu tôi biết nó đã là giáo sở rồi, làm gì có giáo viên nào lại ruồng bỏ con mình. Giờ chị sáng mắt ra chưa? Mẹ rũ mắt nhìn xuống nền nhà, từng giọt nước mắt rơi tí tách trên đất. Mẹ đang kìm nén nỗi đau, nỗi ấm ức và cả sự mệt mỏi. Bà bước đến ôm mẹ vào lòng. Tôi biết chị đang cố gắng cho con Yến có một căn nhà tốt hơn. Chị muốn nó có tình thương từ bố. Nhưng chị thấy nó có bao nhiêu con gái rồi, là 7 đứa rồi. Nó sẽ không cho con Yến tình thương đâu, trừ khi con Yến là con trai. Mẹ khẽ run, đôi mắt u buồn rũ xuống, hàng mi run rẩy. Con xin lỗi, còn có tôi, dù tôi có khổ cực cũng không để chị bỏ đứa bé. Bà nhìn mẹ khẽ thở dài, đôi mắt nhăn nheo nhìn ngọn đèn dầu đang cháy léo lắc. Chị đừng như ngọn đèn dầu này, hết dầu sẽ tắt, chị phải là ánh sáng sưởi ấm cho các con của chị. Đến lúc này tôi không kìm nén được cảm xúc mà ngồi sụp xuống bên vách nhà khóc, cố bịt chặt miệng để không phát ra tiếng khóc lớn. Tôi hiểu rồi, vì tôi là con gái mà mẹ phải khổ. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại không được bố yêu thương chỉ vì bản thân là con gái. Chưa bao giờ, thì ra bố không yêu tôi nên đã vô tình bỏ mặc tôi khi tôi cố gắng chạy theo bố. Vậy mà tôi luôn khao khát tình thương của bố. Tại sao tôi phải là con trai? Tôi có thể làm con trai như bố mong muốn mà. Khi bóng lưng còng của bà biến mất trên con đường nhỏ đen tối, tôi mới dám rón rén bước vào nhà. Mẹ vẫn thẫn thờ nhìn ngọn đèn dầu đang cháy. Tôi ôm lấy mẹ từ phía sau nức nở. Bố không thích con và em vì bọn con là con gái sao? Từng mẹ thoáng cứng lại, khẽ thở dài, xoay người xoa đầu tôi dịu dàng cười. Sao bố lại không thích con được? Con cùng bà ngoại nghe thấy. Không phải thế đâu con gái, bố mẹ đang đóng kịch. Ở trường con cũng đang đóng kịch đúng không? Đóng kịch thì đều phải là giả, phải không con gái? Con không tin, bố chưa bao giờ ôm con. Mẹ dịu dàng hôn lên trán tôi. Bố đang bị bệnh, bao giờ bố khỏi bố sẽ bế con được không? Khẽ gật đầu tỏ ý mình đã hiểu. Nhưng tôi biết mẹ đang nói dối. Ngoan, đi ăn cơm. Mẹ dịu dàng cười, đứng lên, quay lưng lại đi vào trong buồng. Nhìn theo bóng mẹ khuất dần sau vách nhà, tôi lý nhí. Con sẽ bảo vệ em. Bóng tối đổ xuống càng sâu, chúng như đổ sự đen tối đến cuộc đời mẹ và tôi. Bao hôm sau, nắng làm con đường đất khô nứt. Cái nắng gay gắt đổ xuống đôi vai gầy của mẹ. Hơi nóng từ đất bốc lên làm khuôn mặt mẹ đỏ phừng phừng. Bước vào nhà, bàn tay còn dính bùn đặt trên nón rách xuống. Nhanh tay cất vội số cua đã bắt cho buổi chợ sớm mai. Xong xuôi mẹ cắp vội cái nón bước ra cửa. Tôi nhanh nhẹn chạy đến níu áo mẹ, nức nở. Khẽ xoa đầu tôi nhẹ nhàng, mẹ nói. Mẹ vào trong bố một lát rồi về, ngoan ở nhà đợi mẹ. Tôi lắc đầu nguầy nguậy, phụ phịu đòi đi theo. Tôi biết bố sẽ không từ bỏ ý định bắt mẹ bỏ em tôi. Bà ngoại bảo tôi phải chăm sóc tốt cho em bé trong bụng mẹ. Tôi muốn bảo vệ mẹ và em, nhất định phải làm được. Đội cho tôi chiếc nón kèm theo lá sen tươi mát. Giữa cái nắng như đổ lửa của mùa hè, mẹ bế tôi ra khỏi nhà. Vào đến nơi, tiếng quát của bố vọng ra từ trong nhà. Bà cho nó vào đây làm gì? Khẽ run lên sợ hãi, nhưng vì mẹ tôi buộc mình phải mạnh mẽ. Tôi mở to mắt nhìn thẳng vào trong nhà. Giữa nhà bố đang cầm chén chảo khóc mắt nhìn tôi. Tiếng mẹ cả the thé vọng ra. Dì vào đây đã, ông ấy chờ dì từ sáng đến giờ. Bố từ trong nhà đi ra quát lớn. Bỏ nó xuống, bằng đấy không tự đi được sao? Mẹ cả bước từ trong nhà ra giọng oang oang. Con bé cũng vào cùng dì sao? Dì cứ đưa nó đây cho tôi, ông ấy có chuyện muốn nói với dì. Mắt mẹ cả như lưỡi dao sắc nhọn nhìn tôi. Trên môi nở nụ cười tươi như thể rất vui khi mẹ con tôi vào. Nhưng tôi biết mẹ cả không thích mẹ con tôi. Vì tôi là con vợ lẽ. Người mà theo mẹ cả là kẻ đã cướp chồng của bà. Có lẽ theo mẹ cả thì mẹ tôi là người đáng bị khinh ghét. Nhưng mẹ tôi không phải là người như vậy. Mẹ là người được mẹ cả đứng lên hỏi cưới về cho bố tôi. Mẹ có danh phận. Bà nói mẹ tôi vì ưa lời mật ngọt nên dại dột lấy bố. Cuối cùng bản thân bị tiếng xấu cả đời không sửa hết được. Tôi không sợ tiếng xấu. Tôi chỉ sợ mọi người nhìn mẹ tôi bằng ánh mắt dè bỉu đáng khinh.
Như ánh mắt mẹ cả lướt qua mẹ tôi lúc này, đó là ánh nhìn căm ghét. Tôi không thích mẹ cả nhìn mẹ như vậy, tôi ghét mẹ cả. Bắt chước ánh mắt trợn trừng của bà ngoại, tôi lườm mẹ cả. Thấy vậy, bố tức giận quát lớn, mày dám lườm. Tôi thu người nép vào lòng mẹ run sợ, vỗ nhẹ lưng trấn an tôi, mẹ gằn giọng, ông thôi đi, xuống đi chơi nhà con, lát mẹ về sẽ gọi. Đặt tôi xuống đất, mẹ nhẹ nhàng tháo chiếc nón trên đầu tôi xuống, chỉ để lại chiếc lá sen mắt rượi. Bị đặt xuống, tôi run rẩy nhát sau mẹ, tay nhỏ bé túm chặt lấy tay áo mẹ, gắt gao trợn trừng mắt nhìn bố. Tôi muốn bảo vệ mẹ. Nào, lại đây, mẹ đưa con vào nhà cho đỡ nắng, để mẹ con nói chuyện với bố. Mẹ cả kéo tôi lôi xuống nhà dưới. Tôi sợ hãi cố hết sức gỡ ra, nhưng bàn tay thô ráp càng siết chặt tay tôi. Dưới sức ép của mẹ cả, tôi tức giận la, buông ra, buông ra. Tôi muốn bên mẹ, tôi muốn bảo vệ mẹ và em. Im, ngồi ở đây, mày mà đi đâu tao đánh gãy chân mày. Mẹ cả lừ lừ mắt bắt tôi ngồi xuống chiếc ghế dưới nhà. Khi tôi ngồi xuống ghế, bóng mẹ cả nhanh chóng biến mất vào bùn trong. Sợ bố làm khó mẹ, tôi đã nhân lúc mẹ cả bỏ đi mà chạy lên nhà trên với mẹ. Đến cửa tôi nghe thấy giọng tức giận của mẹ, không dám vào, chỉ núp sau cánh cửa nhìn vào trong. Tôi không bỏ, bà không bỏ tôi cũng có cách. Bóng lưng của mẹ khẽ run, bàn tay nắm góc áo siết chặt. Ông muốn làm gì? Mắt bố hung ác cầm bát thuốc đứng lên đi lại phía mẹ. Đây là thuốc mà thầy đã cho tôi, bà uống vào đứa bé sẽ mất, uống cho tôi. Mẹ sợ hãi không ngừng lùi lại phía sau, cả người run lên. Không, sao ông độc ác như thế, tôi không uống. Bà phải uống. Mẹ xoay người chạy ra cửa, cố gắng trốn thoát. Nhưng bố nhanh tay túm lấy tóc mẹ giật ngược lại, nghiến răng kèm kẹp. Đi đâu, uống mau. Nắm cằm mẹ, tay đổ bát nước đen ngòm vào miệng. Người mẹ bị giữ chặt vẫn cố gắng không để bản thân uống thứ thuốc đó. Tiếng chống cự của mẹ vẫn vang lên trong căn nhà rộng lớn như xé nát trái tim tôi. Tôi run lẩy bẩy, tay siết chặt. Uống cho tôi. Nhìn thấy hình ảnh trước mắt khiến tôi sợ hãi, nước mắt lã chã rơi. Tôi phải mạnh mẽ, không thể để mẹ và em tôi bị bắt nạt được. Phải bảo vệ mẹ, tôi phải vào trong đó. Nhưng chân tôi không thể bước đi, chỉ đứng tại chỗ nhìn những hình ảnh đau đớn như xé tim gan. Choang, cái bát trên tay bố bị mẹ hất xuống vỡ tan tành. Thứ thuốc đen ngòm đổ loang lổ trên nền đất. Tôi mở to mắt hoảng sợ nhìn thứ thuốc đen ngòm đang chảy trên nền đất, tỏa mùi hương khó chịu. Mẹ sợ hãi lấy tay lau vội số thuốc còn dính trên môi. Mắt bố đỏ ngầu nhìn thẳng đến khuôn mặt khắc khổ của mẹ. Con điên này, mày biết tao tốn bao nhiêu tiền mới có bát thuốc này không? Bố lao đến giáng bốc một cái vào mặt mẹ. Âm thanh nổ vang giữa cái nắng đổ lửa như muốn nói lên sự tức giận của bố. Mẹ ngã xuống nền đất, tay vẫn cố gắng che chắn vùng bụng, nhìn bố bằng đôi mắt căm phẫn ngập nước hét lên. Từ khi con Yến ra đời đến giờ, ông đã nuôi nó được bữa nào chưa? Ông có xứng đáng làm bố nó không? Tôi đúng là ngu mới đi lấy ông. Ông đừng mong tôi bỏ đứa bé, tôi phải sinh nó ra, tôi phải sinh. Mày! Chân bố giơ lên đặt thẳng vào bụng mẹ, tôi hốt hoảng khi nghĩ đến em. Mẹ và em sẽ nguy hiểm, tôi phải bảo vệ mẹ và em. Nàng nhanh ra chắn trước mẹ. Cú đá của bố trúng lồng ngực tôi, cơn đau như xé người ra từng mảnh. Đau đớn tôi ngã xuống nền đất, cơn đau như gặm nhấm trái tim tôi. Tôi tuyệt vọng nhìn bố. Giây phút đó mắt bố thẫn thờ nhìn tôi đứng bất động. Bố đau lòng vì tôi sao? Yến, mẹ hét lên một tiếng đau đớn, vội lao đến ôm tôi vào lòng. Tôi ngước mắt về phía bụng mẹ. Mẹ, em của con. Cầm tay tôi áp vào bụng, mẹ vội nói. Em của con không sao. Sao con lại dại dột như thế? Mẹ có thể chịu đựng được. Tôi yếu ớt nhìn mẹ mà cười. Con phải bảo vệ mẹ và em, con làm được rồi. Đúng, con gái mẹ giỏi lắm. Nước mắt mẹ từng viên rơi trên mặt tôi, cố gắng lau đi những giọt nước mắt cho mẹ. Tôi thì thào. Mẹ đừng khóc. Nắm lấy tay tôi, mẹ vội vã gật đầu. Mẹ xin lỗi do mẹ vô dụng. Mẹ, mẹ. Lồng ngực đau nhói làm tôi không thể thở được. Khẽ rên lên. Con đau. Yến. Một tiếng gọi dịu dàng như chất chứa tình thương vô bờ. Là bố gọi tôi. Tôi chưa từng nghe giọng bố lại dịu dàng như thế. Quỳ sụp xuống bên cạnh tôi, nước mắt rơi trên khuôn mặt nghiêm khắc đã có vài nếp nhăn theo năm tháng của bố. Tôi thấy trong đôi mắt bố là một sự hối hận, đau đớn. Tay bố vuốt ve tóc tôi, bàn tay to thật ấm áp. Tôi đã từng khao khát được bàn tay ấm áp đó ôm. Bố xin lỗi con, bố không.
Bố thật sự thương tôi, bố không ghét tôi. Đáng lẽ tôi phải căm ghét bố sau tất cả những việc bố làm với mẹ con tôi. Nhưng giây phút này tôi thấy bố thật đáng thương hơn đáng giận. Mẹ dùng lực đẩy bố ngã xoài trên đất. Đừng đụng bàn tay dơ bẩn của ông vào con tôi. Bàn tay ấm áp đang cách xa tôi. Cố đưa tay ra với lấy sự ấm áp đó. Nhưng tay tôi không đủ sức. Bàn tay không nghe lời tôi, nằm bất động trong tay mẹ. Tôi muốn nói, bố, con muốn ôm. Nhưng tôi không nói được, mà chỉ biết nhìn bố khao khát. Đôi mắt tôi nặng dần, tôi biết mình muốn ngủ, nhưng vẫn cố gắng mở to đôi mắt nhìn bố. Tôi muốn khắc ghi hình dáng của bố trong tâm trí, trong trái tim nhỏ bé của tôi. Mắt đỏ ngầu chứa chất nỗi căm phẫn của mẹ nhìn bố gào lên. Nếu con tôi có mệnh hệ gì thì ông phải chết cùng nó. Con tôi chịu khổ quá đủ rồi, ông không xứng đáng là một người bố. Mẹ tôi ôm tôi vào lòng an ủi. Ngoan, cố chịu nha con, mẹ đưa con đi viện. Tôi được bế lên trong ánh sáng mờ ảo nặng trĩu. Tôi thấy bố thẫn thờ nhìn theo bóng mẹ. Tôi muốn nói bố ôm, nhưng bóng cao lớn xa dần, mờ dần, cuối cùng biến mất trong mắt tôi. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe chuyện thật thư giãn. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào tất cả các bạn thính giả thân yêu của kênh Đọc Truyện Đêm Khuya. Hôm nay Lan Anh sẽ chia sẻ đến mọi người câu chuyện Người Mẹ Thứ Hai. Mời cả nhà cùng chú ý lắng nghe. Nó choàng tỉnh dậy sau cơn mê, giờ cũng gần nửa đêm. Nhìn căn phòng tối om, trống trải, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Nó rón rén ra khỏi phòng, bàn chân lạnh lẽo bước xuống từng bậc thang. Uống xong cốc nước rồi nó lại lên trở lại. Bước chân như dừng lại bởi tiếng nói cười khe khẽ phát ra từ căn phòng bên cạnh. Em có thai rồi ư, thật không? Anh vui quá. Vừa nói, ba mình vừa ôm châm lấy dì Lan trong lòng. Anh nói khẽ thôi, chị nghe thấy nó lại không vui. Được rồi, chúng ta đi ngủ thôi. Nụ cười trên môi hai người vô cùng rạng rỡ. Điều đó minh chứng cho niềm hạnh phúc khôn cùng. Nhưng họ không biết rằng, sau cánh cửa kia có một cô bé đang đứng ngây người khi nghe được điều đó. Nó lại sắp có em. Nhưng tại sao lần này ba Minh lại vui như vậy? Nó về phòng trong lòng lại mang theo bao ký ức đau buồn. Còn nhớ 8 năm trước khi còn là một đứa bé 6 tuổi, nó cùng mẹ ngồi trên ghế đợi ba đi làm về. Mẹ cũng nói với ba, em có thai rồi. Ba Minh nhìn mẹ hồi lâu rồi cũng đi về phòng. Nó không nhớ rõ biểu cảm của ba, nhưng nó biết đó không phải là biểu hiện của niềm vui như lúc này. Rồi cái ngày mẹ trượt ngã trong nhà tắm, mẹ ôm bụng đau đớn, nó chỉ biết khóc thét. Còn ba Minh đi công tác chưa về. Lúc đó nó đâu hiểu bác sĩ nói, chỉ nghe thấp thoáng vài chữ, nào là sinh non, mất máu, không thể giữ được, rồi qua đời. Ba Minh trở về thì mẹ và em đã không còn. Ba ôm nó trong lòng, không cầm được mà rơi nước mắt. Nó cũng nức nở khóc theo. Chi ơi, cậu đang nghĩ gì vậy? À, không có gì. Tiếng gọi của Thảo làm cho nó bừng tỉnh, thoát khỏi dòng suy nghĩ. Tan học, chúng ta đi chơi đi, mình mới biết nơi này hay lắm. Được thôi, nó trả lời không chút do dự. Cậu có nhắn tin cho ba cậu biết không? Ba mình giờ này chắc đang họp, để mình nhắn cho gì vậy? Đến 8 giờ tối hôm đó, nó mới trở về, điện thoại cũng hết pin. Nó không biết rằng ba nó đang vô cùng tức giận. Con đi đâu mà giờ mới về hả? Sao ba gọi điện không được? Con đi chơi với bạn, hồi sáng con đã nhắn. Đi chơi à? Sao không gọi nói ba Minh con biết? Làm gì và ba lo cho con lắm. Dì Lan ngắt lời, không cho nó nói tiếp. Từ bao giờ con thích đi đâu là đi như vậy? Bà nó quát to. Chi nhìn ba sau đó quay sang nhìn dì, nó cũng chẳng thèm giải thích. Bữa sau con không đi nữa. Nói bằng giọng bực dọc rồi nó cũng bỏ lên lầu. Thôi được rồi, anh đừng la con nữa. Dì Lan lên tiếng. Ba Minh cũng im lặng không nói nữa. Chi trong lòng vô cùng ấm ức. Tức tối nó hình dung dì bằng hai chữ giả tạo. Từ đó trở đi nó cũng không thèm nói chuyện với dì. Trước kia nó đã không thích, giờ nó càng ghét dì hơn. Nhìn ba Minh ngày càng quan tâm yêu thương dì, trong nhà thì tràn ngập không khí vui vẻ như sắp chào đón đứa bé ra đời. Mọi tâm điểm như đổ dồn vào dì. Nó có cảm giác mình là người thừa trong căn nhà này. Chị ơi, chuẩn bị lên nhận bằng rồi kìa. Ủa, bác của Chi đâu? Sao chưa đến à? Thảo đảo mắt một vòng vẫn không thấy ba của Chi đâu. Còn Chi vẫn ngồi nhìn ra ngoài cửa hội trường như rất nôn nóng. Không đợi thêm nữa, nó cầm điện thoại lên gọi cho ba mình.
Bà ơi, bà đang ở đâu vậy? Hôm nay con nhận bằng tốt nghiệp cấp 2. Hôm qua con có nói với ba rồi, sao ba vẫn chưa đến vậy? Chị ơi, con đợi ba một chút nha. Ba đang ở viện với dì Lan. Dì đi khám thai định kỳ sắp xong rồi. Ba với dì qua đó giờ, con đợi ba nha. Tút tút tút. Chị bực dọc cúp điện thoại, nó lẩm bẩm. Lúc nào cũng dì Lan. Nhiều lúc nó tự hỏi, tại sao dì lại xen vào cuộc sống của ba con nó chứ? Tại sao chứ? Cuộc sống của hai ba con nó vẫn rất tốt mà. Nó không cần dì, càng không cần một người mẹ kế để cho bạn bè có cớ chọc ghẹo. Thoát khỏi dòng suy nghĩ, chị không đợi nữa. Nó lên nhận bằng một mình, cầm tấm bằng trong tay, nhìn bạn bè có ba mẹ bên cạnh. Nó khóc tức tưởi, uất hận, một mình bỏ về nhà. Tiếng chuông điện thoại reo liên hồi, nó cũng không thèm nghe máy. Mặc cho điện thoại nhấp nháy hai chữ ba ba. Trời cũng tối dần, đợi mãi cũng không thấy ba và dì về. Dù có chút tức giận nhưng nó vẫn cầm điện thoại gọi lại. Sau một hồi đổ chuông, đầu dây bên kia cũng bắt máy. Sao giờ ba chưa về? Con về nhà lâu rồi. Alo, xin hỏi cháu là con gái của chủ số máy này sao? Vâng, đúng ạ. À. Chú là ai? Sao lại cầm điện thoại ba cháu? Cháu phải bình tĩnh, nghe chú nói. Chú nói đi. Ba và mẹ cháu bị tai nạn, hiện giờ đang cấp cứu trong bệnh viện An Tâm. Cháu đến đây đi. Nó buông điện thoại trong tay xuống như không tin vào những điều mình vừa nghe thấy. Nó cảm thấy lồng ngực đau nhói như có ai đó bóp mạnh khiến bản thân không thở được. Nó cố gắng cầm lấy điện thoại gọi cho bà nội và chạy đến bệnh viện. Trên xe nó không ngừng rơi nước mắt. Tại sao lại như vậy? Tại sao lúc nãy ba gọi mình không nghe máy? Tại sao mình lại ngang ngược như vậy? Có khi nào vì đi tìm mình mà ba và dì bị tai nạn không? Bao nhiêu câu hỏi cứ bám lấy tâm trí nó. Hình ảnh ngày hôm đó cứ bám lấy tâm trí nó đến nhiều năm sau, nó cũng chẳng thể nào quên. Đến cửa phòng bệnh, cũng là lúc bác sĩ đẩy giường bệnh ra ngoài. Trên đó có một người đã được tấm khăn trắng phủ kín mặt. Đúng, không ai khác, chính là ba nó. Ông đã qua đời. Nó gục trên ghế khóc nức nở. Bà nội cũng không cầm lòng được, vừa khóc vừa ôm lấy nó. Chi dằn vặt hối hận vì không được gặp ba lần cuối. Bác sĩ đưa cho nó một đoạn ghi âm như lời trăn trối cuối cùng của ông. Chi ơi, ba xin lỗi, ba không đến kịp. Chi ơi, con hãy mạnh mẽ sống tiếp, cố gắng chăm sóc tốt cho bà nội. Và con ơi, hãy thay ba yêu thương dì Lan. Con nhớ phải hiếu thảo với dì. Ba biết con rất nghe lời, con hãy sống tốt nha. Ba xin lỗi. Nước mắt nó lại rơi, chưa bao giờ nó đau lòng như vậy. Nó cũng mới chỉ là một đứa trẻ, tại sao lại bất hạnh cứ dồn dập như vậy? Lúc dì Lan tỉnh lại, nghe tin ba Minh qua đời, dì không hề rơi nước mắt. Dì cứ ngồi đó, nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt xanh xao, tiều tụy, đứa bé cũng không thể giữ được. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, Chi đã mất đi hai người thân yêu, một người là ba, một đứa em chưa kịp chào đời. Kể từ ngày đó, Chi nhận ra ánh mắt dì Lan, nó cũng trở nên xa lạ rất nhiều. Dì và nó vẫn ở với nhau, nhưng giữa hai người dường như có một khoảng cách vô hình. Càng về sau, dì Lan càng trở nên khó tính. Mỗi lần dì Lan la, nó chỉ biết nhốt mình trong phòng mà nức nở. Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ. Có lẽ vì khóc nhiều mà ngủ quên từ lúc nào không hay, nó lại mơ thấy ba và mẹ. Rồi cái ngày nó gần tốt nghiệp cấp 3 cũng đã gần đến. Chi đang mang trong mình ước mơ hội họa cháy bỏng. Nó sẽ thi vào trường năng khiếu, theo đuổi đam mê của bản thân. Nhưng cũng chính vì điều đó khiến nó và dì Nam trở nên mâu thuẫn hơn bao giờ hết. Đã gần 8 giờ tối, dì nó mới đi làm về. Nhìn ra ngoài cửa là một người đàn ông đưa dì về. Người này dạo này rất hay chở dì nó về. Chú đó nhìn rất phong độ, lại ăn mặc chỉnh tề, tuổi chắc cũng ngang tuổi dì. Nghĩ lại dì nó cũng còn rất trẻ, cũng chỉ mới 3 năm tuổi. Nhưng nghĩ đến ba trước kia yêu dì như vậy, giờ nhìn thấy chú đó, nó cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng nghĩ lại nó có tư cách gì cơ chứ? Ăn cơm xong, hai người cùng xem tivi, dì Lan bỗng lên tiếng. Chi, dì nghe nói sắp điền nguyện vọng thi đại học, con định thi ngành gì? Con muốn thi trường năng khiếu, chắc con học hội họa. Con học rất tốt mà, tại sao lại chọn như vậy? Dì Lan không để nó nói hết câu đã ngắt lời. Con thích vẽ hơn, con thi bác sĩ đi, dì nghĩ vậy tốt hơn. Nhưng con không thích. Nghe dì đi, dì muốn tốt cho con. Dì lúc nào cũng nói muốn tốt cho con, thật ra lúc nào dì cũng áp đặt con cả. Dì lúc nào cũng vậy, nhưng lần này con sẽ không nghe dì. Chi, sao con lại ăn nói như vậy? Giọng dì Lan trở nên bực bội hơn. Hôm nay con phải nói cho dì biết,
Mặc dù con không phải là con ruột của dì, nhưng dì cũng đừng ghét con như vậy chứ. Tại sao lúc nào cũng áp đặt con? Nếu dì ghét con như vậy, con sẽ chuyển ra ngoài. Nếu dì không muốn sống cùng con sẽ về nhà nội. Dì không cần phải lấy nhiều lý do để làm khó con, để la mắng con. Phi bực dọc đứng dậy. Con im đi, dì Lan tức giận tát mạnh vào mặt nó. Nó ôm mặt, nhìn dì bằng ánh mắt giận dữ, quay mặt chạy lên phòng. Trước khi đi, không quên quay lại hét lên. Con sẽ đi, nhà này con không cần, con không thèm tranh giành tài sản với dì. Dì thích sống sao thì sống, làm gì thì làm, muốn lấy ai thì lấy. Không cần coi con là ràng buộc. Nói rồi nó đóng cửa rầm một cái, để lại dì Lan từ từ lặng người. Dì ngồi xuống ghế, lòng bàn tay nắm chặt, không nói lời nào. Hai ngày sau đó, Chi không thấy dì ở nhà, nó chỉ thấy một mảnh giấy dán trên bàn. Dì đi công tác, vài ngày dì sẽ về. Nó cũng chẳng bận tâm, nghĩ như vậy cũng tốt. Nhưng hôm sau, Thảo nhỏ bạn Hân đã nói với nó, chính mắt đã thấy một người đàn ông dìu dì nó vào khách sạn. Chi nghe được khuôn mặt cũng đanh lại, nó không nói một lời nào, chỉ có cảm giác bản thân đã bị gạt. Dì nói đi công tác, thì ra đi với người đàn ông khác. Nó tuy tức giận nhưng cũng không thèm quan tâm, bởi lẽ nó nghĩ ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến. Vài ngày sau, cuối cùng dì Lan cũng trở về, gương mặt tiều tụy xanh xao. Nó định lên tiếng hỏi thăm nhưng nghĩ lại chuyện hôm đó nên đã không nói gì. Lần đầu tiên Chi cảm thấy dì Lan nhượng bộ nó, chính dì đã xin lỗi và nói nó có thể theo đuổi ước mơ của mình. Chỉ với một điều kiện, học kỳ cuối này nó phải nhất lớp. Chi đã đồng ý. 17 tuổi, Chi như bao cô bé khác, nó bắt đầu biết rung động trước một người. Nó bắt đầu biết thế nào là thích một ai đó. Chính cậu con trai đó đã theo đuổi nó, cậu quan tâm, chăm sóc nó. Cậu và nó lại học chung lớp. Điều đó khiến Chi bị lơ đãng, học hành cũng không tiến bộ. Dường như nhận ra điều đó, cô giáo đã mời phụ huynh của hai đứa lên nói chuyện. Dì Lan nghe xong vô cùng tức giận. Tối hôm đó, nó và dì lại cãi nhau, nhưng lần này không ai nhượng bộ. Chi, con đã hứa với dì thế nào? Con hứa con sẽ học nhất lớp cơ mà, dạo này con học kém hẳn đó Chi. Con sẽ chăm chỉ hơn. Vấn đề ở đây không phải là chăm chỉ. Trên lớp có phải con lơ đãng yêu đương đúng không? Chi, con còn nhỏ, cứ lo học đã, đừng yêu đương sớm. Ai nói với dì? Ai nói không quan trọng, con phải nghe dì, nếu không dì sẽ cho con chuyển trường. Đến lúc đó con đừng trách dì. Dì Lan như mất hết kiên nhẫn. Dì đừng quá đáng như vậy, Chi hét lên. Con lớn rồi, con có suy nghĩ của con thích ai là quyền của con. Nhưng giờ chưa phải lúc. Dì có tư cách gì mà dạy con? Chi ngắt lời. Dì đừng tưởng con không biết gì, bạn con chính mắt nó thấy dì vô khách sạn với một người đàn ông, dì có tư cách gì? Bốp, gương mặt dì Lan trở lên vô cùng khó coi, dì tức giận tát mạnh nó một cái. Mày im đi không? Chi nhìn dì bằng ánh mắt đầy căm phẫn, nó quay mặt chạy ra khỏi nhà. Nó cứ chạy vừa rơi nước mắt. Cả đêm nó không về nhà, nó ngủ nhà bạn. Trong lòng vô cùng tức giận, nó chưa bao giờ ghét dì như vậy. 3 ngày trôi qua, nó không đến trường, cũng không về nhà, vẫn không thấy một cuộc gọi nhỡ nào. Nó thầm nghĩ chắc dì cũng tức giận, bỏ đi rồi. Cuối cùng nó quyết định quay về thu xếp đồ đạc, chuyển về ở cùng nội. Về đến nhà, căn phòng tối om, lạnh lẽo. Dì nó cũng không có nhà, vội vàng thu xếp đồ đạc. Rồi nó sực nhớ ra khung hình của ba nó đang ở bên phòng dì. Nó phải mang hình ba theo, nghĩ rồi nó mở cửa vô bước vào phòng dì. Đã 3 năm rồi, nó không bước chân vào đây. Kể từ ngày ba nó qua đời, căn phòng phảng phất mùi hương hoa. Nó còn nhớ mùi hương này ba nó rất thích. Cảm giác quen thuộc cứ thế lan tỏa trong lòng nó. Nó tiến lại bàn, cầm khung hình trên tay, định quay người đi thì không may nằm rơi một cuốn sổ dưới sàn. Trong cuốn sổ rớt ra một tấm hình. Trên đó có 3 người đang cười rạng rỡ. Không ai khác, chính là nó, dì và ba Minh. Bức hình này đã chụp rất lâu rồi. Nó còn nhớ đó là lần đầu ba dẫn nó và dì đi chơi. Sau bức hình có một dòng chữ cũng đã gần nhòe đi. Gia đình của tôi. Chi định kẹp tấm ảnh trở lại, nhưng điều gì đó khiến nó tò mò. Nó muốn xem bên trong cuốn sổ đen này ghi gì. Mở quyển sổ ra, dòng chữ đầu tiên đập vào mắt nó. Viết về người đàn ông của em. Cuốn sổ tuy đã hơi cũ, có nhiều dòng gần như đã dần phai đi, nhưng nó vẫn đọc ra được. Ngày tháng năm 2010, hôm nay anh tặng em quyển sổ này. Anh nói rằng khi nào anh làm em vui hay buồn, em hãy ghi vào đây. Thật sự hôm nay em rất vui, bởi vì em nhận ra em đã yêu anh. Anh làm em không ngủ được. Anh nói với em rằng đừng nên kỳ vọng nhiều vào anh. Tại sao chứ, lẽ nào anh không thích em?
Anh nói anh có một đứa con gái đã 10 tuổi, nếu em bên cạnh anh, em sẽ thiệt thòi. Anh cũng nói trước đây anh lo công việc không để ý đến vợ mình. Cô ấy có con, anh cũng không thường xuyên ở nhà chăm sóc. Đến khi cô ấy qua đời rồi, anh mới hối hận. Anh sợ sau này cũng sẽ làm tổn thương em. Em suy nghĩ rất nhiều, chúng ta có nên tiếp tục, em có nên yêu anh nữa không? Em tự hỏi, mình còn rất trẻ, em chỉ mới 28 tuổi. Hai từ mẹ kế kia em thật sự rất sợ, em lại càng sợ mạo hiểm, sợ tổn thương. Em quyết định rồi, em sẽ luôn bên anh cho dù thế nào đi chăng nữa. Hôm nay anh dẫn em đi gặp bé Chi, nó thật dễ thương, nhưng trong ánh mắt nó em nhận ra sự xa cách. Tương lai thế nào em rất sợ, anh biết không? Mẹ hỏi em tại sao lại thích anh. Anh hơn em 10 tuổi, anh lại là người cha đơn thân. Còn em, trước khi gặp anh, em chưa từng yêu ai. Em cũng có công việc ổn định. Mẹ nói sao em lại thích đâm đầu vào anh. Em chỉ biết trả lời, vì em rất yêu anh. Cha mẹ bắt em lựa chọn, em chỉ biết xin lỗi cha mẹ. Từ giờ phút này em chỉ còn anh. Anh nhớ nhé, đừng bao giờ rời xa em. Hôm nay là đám cưới của chúng ta. Tuy không trang hoàng lộng lẫy, nhưng nhìn vào ánh mắt anh, em thấy được bao nhiêu là yêu thương, là chân tình. Anh còn nói với em hãy yêu thương Chi như yêu thương anh. Anh yên tâm, em sẽ không làm anh thất vọng. Anh nói chúng ta từ từ có con em nhé, Chi còn nhỏ, anh sợ nó buồn. Được, em nghe anh. Mẹ anh nói con cũng đừng lo làm việc quá, lên kế hoạch sinh con đi. Sau này hai đứa đều lớn, tuổi khó sinh lắm. Thật sự em rất khó xử, thôi cứ để tự nhiên vậy. Ngày tháng 2013, hôm nay em đã rất buồn, Chi nằm rơi chiếc cốc, em không suy nghĩ gì đã la nó. Nhưng anh lại giận em thật sự không muốn như vậy. Ngày tháng năm 2014, em thấy nụ cười trong mắt anh ôm em vào lòng, thật sự em rất vui. Chúng ta cuối cùng cũng đã có con. Hôm nay em cảm thấy mình quá ích kỷ, em nhận ra không biết mình trở nên xấu xa từ bao giờ. Em đã nói dối, Chi có nhắn tin cho em nói nó đi chơi về trễ, nhưng em lại không muốn nói cho anh, đã khiến anh la nó. Em cũng chỉ muốn anh để tâm em hơn, yêu thương em hơn. Dường như em đang tranh giành tình cảm với con, em xin lỗi. Dạo này con chúng ta hư quá, cứ đạp em hoài, làm em đau quá. Anh nói mai chở em đi khám, nhưng ngày mai Chi nhận bằng tốt nghiệp. Em sợ không kịp, Chi lại buồn. Anh cứ nói em lo xa, thôi cứ nghe anh vậy. Nếu khóc có thể khiến em đỡ hơn lúc này. Em hy vọng mình sẽ khóc thật nhiều, nhưng em không còn sức để khóc nữa anh ơi. Sao anh lại bỏ em lại? Chỉ trong một đêm em đã mất tất cả. Mất anh, mất con chúng ta, mất luôn khả năng làm mẹ. Nhưng cũng còn quan trọng gì, vì cả đời này em chỉ muốn sống bên anh, có con với anh thôi. Anh đi rồi em còn mong có con làm gì? Động lực sống duy nhất của em lúc này là Chi. Anh yên tâm, em sẽ luôn yêu thương, bảo vệ con anh. Không, phải nói là con chúng ta. Từ bây giờ em sẽ là mẹ nó. Ngày tháng năm 2015, nhìn Chi em lại nhớ đến anh. Em không hiểu tại sao. Anh ơi, em không biết biểu đạt yêu thương. Em không biết cách yêu thương con. Dường như giữa em và nó ngày càng xa cách. Em phải làm sao đây? Ngày tháng năm 2016, hôm nay cầm tờ xét nghiệm trên tay, em nên buồn hay vui đây anh? Bác sĩ nói em bị ung thư, sẽ không sống lâu được, cùng lắm chỉ 2 năm thôi anh. Em sắp được gặp anh rồi, còn Chi ai sẽ bên con đây anh? Ngày tháng năm 2017, anh biết anh Huy không? Chắc anh còn nhớ, hôm nay anh ấy nói muốn lo lắng cho em, muốn bên em suốt phần đời còn lại. Anh ấy cũng chung thủy quá rồi, cũng mấy năm rồi anh nhỉ? Nhưng em chỉ yêu mình anh, cả cuộc đời này em cũng chỉ yêu mình anh mà thôi. Đến hôm nay em mới biết con thích hội họa, em vô tâm quá phải không anh? Anh muốn con mình là bác sĩ, nhưng có lẽ đó không phải là mong muốn của Chi. Thôi chúng ta hãy cho con theo đuổi đam mê anh nhé. Em sai rồi, em đã đánh nó. Em xin lỗi, thật xin lỗi. Hôm nay em lại nhập viện rồi anh nhỉ? Hôm nay em lại nhập viện rồi, chỉ biết dối con là đi công tác. Cũng may con không nhận ra, em cảm thấy bản thân vô cùng khó xử. Anh Huy đã đến bên em mấy ngày nay, chăm sóc cho em. Khi em xuất viện cũng chưa dám về nhà, chỉ biết vào khách sạn ở vài hôm. Em sợ con nhận ra em bị bệnh. Anh ơi, một người đàn ông tốt như vậy, nhưng đáng tiếc em không thể yêu anh ấy được, vì trái tim không còn chỗ trống cho anh ấy. Càng đối xử tốt với em càng thấy khó xử anh à. Đã đến lúc em nói rõ cho anh ấy rồi. Cô giáo nói con mình biết yêu rồi, nhưng nó lại học hành lơ đãng.
Em phải khuyên con thôi, nó còn nhỏ, em lo cho tương lai của nó. Sau này em đi rồi, nhiều ai sẽ bên con đây? Tối nay con về, em phải khuyên con thôi anh à. Em sợ mình lại la nó, sợ nó lại giận em. Tự nhiên hôm nay em lại nhớ anh rất nhiều. Đọc đến đây, những dòng cuối, mắt Chi cũng nhòe đi vì nước mắt. Nó nhìn những dòng chữ đó, từng câu từng chữ như những nhát dao đâm vào da thịt, cảm thấy đau nhói, nỗi ân hận bao trùm tất cả. Chi ơi, dì con đang cấp cứu ở bệnh viện, con đến ngay đi. Giọng bà nội khẩn trương, lo lắng. Chưa bao giờ nó có một linh cảm xấu như vậy. Nó đã sai, nhưng cái sai lớn nhất của nó chính là cho đến bây giờ, nó mới nhận ra mình đã sai. Giữa nó và dì tuy không chung một dòng máu, cái chung lớn nhất của hai người chính là ba Minh. Nhưng đối với dì, lúc nào nó cũng quan trọng. Cả tuổi trẻ của dì yêu duy nhất một người là ba nó. Tình yêu của dì đã chuyển thành tình thương dành cho nó lúc nào không hay. Chi cứ sống theo cuộc sống của mình. Nó chỉ mãi để ý những lời mỉa mai không hay của người khác, mà không bao giờ bận tâm suy nghĩ đến dì Lan. Giờ đến phút giây này nó mới nhận ra liệu còn kịp hay không. Đã mấy ngày nay dì Lan nằm trên giường bệnh, dì lúc tỉnh lúc mê. Bác sĩ nói dì đã yếu đi rất nhiều. Chi ngồi đó cạnh giường bệnh chăm sóc cho dì. Mỗi khi dì Lan tỉnh, nó chỉ biết nhìn dì và khóc nức nở. Con xin lỗi dì vì tất cả, con mong dì hãy chấp nhận cho con gọi dì bằng mẹ. Dì Lan mỉm cười, nụ cười cuối cùng xuất hiện trên khuôn mặt dì. Giờ nó mới nhận ra dì nó thực sự rất xinh đẹp. Khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, từ giây phút đó đã in sâu trong tâm hồn nó. 15 năm sau, tiếp theo tôi xin giới thiệu bác sĩ Nguyễn Thanh Chi, trưởng khoa ung biếu Bệnh viện An Tâm lên có đôi lời phát biểu. Trong hội trường đã chật kín người, một cô gái bước lên bục trong tiếng vỗ tay của mọi người. Tuy còn rất trẻ nhưng được giới thiệu là trưởng khoa khiến ai cũng hết sức kinh ngạc. Hôm nay tôi đứng đây để nói về phát minh mới của khoa chúng tôi. Chúng tôi đã miệt mài nghiên cứu loại thuốc này trong nhiều năm liền. Hy vọng nó sẽ trở thành một liều thuốc chống lại bệnh ung thư. Và tôi hy vọng rằng mọi người hãy cùng tôi nỗ lực, đừng bao giờ từ bỏ cuộc sống của bản thân. Tôi tin chúng ta sẽ làm được. Cô bé Chi của ngày nào giờ đã trưởng thành. Cô cảm thấy may mắn khi bản thân đã nhận được những giá trị trong cuộc sống để nỗ lực sống tốt hơn. Nếu trước kia cảm thấy bản thân mình bất hạnh, thì giờ cô đã nhận ra mình thật may mắn khi được sinh ra và nhận được sự yêu thương của rất nhiều người, từ ba mẹ cho đến ông bà, đặc biệt là người mẹ thứ hai của cô, người mà cô tin rằng sẽ mãi mãi dõi theo cô trên con đường phía trước. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Chúc mọi người có những phút giây thật thư giãn khi nghe chuyện. Xin chào và hẹn. Xin chào quý khán giả thân yêu của kênh Đọc Truyện Đêm Khuya tối nay. Hôm nay Lan Anh sẽ chia sẻ đến mọi người câu chuyện Người Cha. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe. Mọi người hãy nhấn nút đăng ký, like, chia sẻ và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Đó là chuyện của người lớn, còn mày là phận làm con, nên cha mày có khùng, có điên cũng là cha mày. Thằng Tuấn trở về, thấy mẹ nó ngồi đó thở dài với gương mặt buồn hiu. Nó nhìn vô nhà thấy một mâm chén bát để đó y nguyên chưa có ai dọn dẹp. Nó thừa biết mẹ nó buồn vì chuyện gì, nó còn lạ gì với cái cảnh này nữa. Nhà thì nghèo, cha nó tối ngày rượu chè, ít khi nào nó thấy cha nó tỉnh táo như bao người khác. Đi ra đường thì chân bước loạn choạng, trong cơn say hàng xóm thấy mà họ cười, cứ như là cha nó diễn hề cho mọi người xem vậy. Người lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu men, nói chuyện chẳng đâu vào đâu. Thấy cha nó mà ra đường mắc cỡ với người ta vô cùng, thì cũng cùng trang lứa với con của người ta, nhưng cha của họ có ăn nhậu bê tha như cha nó đâu. Nhìn thấy cái cảnh này, cái chán nản của nó hiện lên trên gương mặt của nó. Cái căn nhà lụp sụp, dột trước dột sau mà không khi nào cha nó chịu sửa lại. Cứ nhắc đến thì ông luôn miệng nói bận hàng trăm thứ việc, nào là phun thuốc trừ sâu, giải phân cho lúa, lấy nước, tháo nước, bao nhiêu chuyện ở ngoài đồng, ngoài ruộng, làm không xuể, chưa rảnh để sửa lại. Thế mà ông lại có thời gian đi nhậu với những người bạn bợm, thật không thể nào hiểu nổi. Cái hàng rào tre trước sân đã gãy do ông say xỉn té vào, thế mà ông cũng không chặt tre để thay, cứ để đó hết ngày này qua ngày khác. Ôi, nhắc đến cha nó thì nó chỉ biết lắc đầu. Thằng Tuấn thương mẹ nó nhất, cứ ghét cha nó bao nhiêu thì nó thương mẹ nó bấy nhiêu. Mẹ nó thuộc về số khổ, hết buôn bán rồi lại lo nhà cửa, con cái, lại phải chịu cái cảnh có người chồng say sưa suốt ngày, chỉ biết làm bạn với ma men, chẳng khi nào quan tâm hoặc ngó ngàng tới vợ con, nhà cửa.
xem ra chị hai nó có phước đi lấy chồng sớm, không còn ở trong cái nhà này, vì thế sẽ không nghe những lời lải nhải của cha nó. Dù say rượu hay tỉnh gì đi chăng nữa thì ông vẫn cằn nhằn đủ thứ chuyện. Dường như đó là bản chất của con người ông. Đã có từ bao giờ chỉ còn nó với mẹ nó là khổ nhất, phải đưa tai ra chịu đựng mỗi ngày. Nhiều khi nó bực lên chửi lại ông, và nếu như không có mẹ nó can ngăn thì đã nhiều lần hai cha con đã đánh nhau như kẻ thù. Từ cái ngày lúa bị bệnh vàng, lùn xoắn, lá mất mùa, rồi tới đào ao nuôi cá, cá chết trắng, thua lỗ gần cả tỷ, thì cha nó cứ tìm tới rượu như một con ma men cho tới ngày hôm nay. Dù được bà con lối xóm khuyên cố gắng gây dựng lại, nhưng cha nó chẳng còn chút tâm trí nào để làm lại từ đầu. Số ruộng đã bán gần hết để trả nợ, chỉ còn vài công đất trồng lúa ở ngoài dãy, thì còn cái hy vọng nào cho cha nó làm lại từ đầu? Thằng Tuấn bước tới mẹ nó rồi hỏi: ông đi lâu chưa? Đôi mắt bà nhìn thằng Tuấn hiện lên nét buồn như cái nắng chiều đang đổ xuống nhuộm hoe ngoài bờ đê. Ông mới đi thì mày về đó. Thằng Tuấn bực mình hét lớn: rượu, 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 tối ngày, chắc tôi phải đeo cái mặt nạ đi ra đường với người ta quá, sao không chết khuất đi cho rồi. Bà nghiêm giọng mắng thằng Tuấn: nè nè, mày không được ăn nói sách mé cái kiểu đó, dù gì ông cũng là cha của mày. Thằng Tuấn bị bà la, nó càng nóng hơn: cha cái gì thứ đó, không chừng bây giờ hỏi tôi tên gì ông còn không biết. Biết cái gì ngoài rượu ra? Tối nay bà về nói với ông, tôi sẽ bỏ nhà ra đi, tôi không chịu nổi cái cảnh này nữa. Mày tính đi đâu? Đi đâu cũng được, miễn không ở trong cái nhà này là được rồi. Mày ở nhà đi, để tao khuyên ông nghỉ nhậu. Bà đã khuyên bao nhiêu lần rồi mà ông có bỏ đâu, lần thứ mấy rồi? Thì từ từ rồi ông cũng nghe và bỏ thôi mà. Đến bao giờ trái đất ngừng quay hả? Mày cũng không khuyên ông mà tối ngày cứ nói ông là ông cần con cái quan tâm. Từ lúc làm ăn đi xuống, ông buồn nên cứ uống rượu, khuyên ông một thời gian rồi ông sẽ bỏ thôi. Mày sống trong cái nhà này bao lâu rồi mà mày không biết tính ông? Mệt quá đi, tôi không muốn gần ông, cũng không muốn nói chuyện với ông. Ông cứ kêu tôi no đi kiếm vợ, mà ông thì cứ vậy, ai dám gả con của họ cho tôi? Nhà anh rể đó không phải họ xem ông như một thằng hề sao, làm trò cưới cho họ, họ nói trên đầu, trên cổ. Đó là chuyện của người lớn, còn mày là phận làm con, nên cha mày có khùng có điên cũng là cha mày. Kể từ bây giờ tôi không có cha con gì với ông hết. Thằng Tuấn bỏ đi vô nhà, chỉ còn một mình bà ngồi đó trong cái nắng chiều buồn hiu. Tiếng loa phát thanh cũng im phăng phắc từ bao giờ. Những cơn gió rung cành tre nghe xào xạc, đôi mắt bà dõi ra ngõ với nỗi buồn thênh thang và những tiếng thở dài đầy sự mệt mỏi lẫn chán nản. Thằng Tuấn trở ra với tô cơm chan canh chua trên tay. Nó vừa ăn vừa nói với mẹ nó: bà đi vô ăn cơm đi, còn ông bao giờ về kệ ông, chết bờ chết bụi cũng được. Bà lắc đầu với câu nói của Tuấn. Bà cũng thừa hiểu tính nết ngang bướng của con trai mình, và bà tin rằng thằng Tuấn nói vậy chứ không bao giờ nó bỏ nhà đi, vì nó đã nói quá nhiều lần. Cái bà đang no là cầu mong sao ông đừng về sớm, cứ để khi nào thằng Tuấn đi ngủ rồi ông hãy về, vì về ngay lúc này chắc chắn cha con sẽ có chuyện. Hàng xóm người ta sẽ cười cái gia đình này vì đã có quá nhiều trường hợp xảy ra. Nhưng nếu thằng Tuấn ngủ rồi thì mọi chuyện sẽ êm xuôi. Cha nó về sẽ không nói tới ai và đi ngủ trong im lặng. Cái tính của cha nó như thế cũng do thằng Tuấn mà ra. Suốt ngày lông bông đi chơi, không làm gì phụ giúp. Mọi việc nặng nhọc trong nhà đều một mình ông làm hết. Thằng Tuấn là con út, lại là trai một, được bà cưng chiều. Nhiều khi nó đi đá gà thua, bà phải giấu ông lấy tiền đưa cho thằng Tuấn đi trả nợ cờ bạc, và còn vô số chuyện khác. Cứ mỗi lần ông nói đến thằng Tuấn, bà lại bênh vực. Và mỗi lần ông nói thì thằng Tuấn quay mặt đi chỗ khác, hoặc đôi khi cãi lại ông. Ông ít khi nào nói đến con Thùy, chị hai của thằng Tuấn, vì ông hiểu con gái nên không làm được những chuyện nặng nhọc. Đáng nói nhất là thằng Tuấn, vì đã 22 tuổi đầu mà chẳng làm được tích sự gì trong nhà. Đêm đó ông trở về, tiếng chó sủa om sòm trước ngõ, cái dáng đi nghiêng qua nghiêng lại rõ từng bước dưới ánh trăng quê. Ông bước vào nhà trong hơi thở nồng nặc mùi rượu. Thằng Tuấn và mẹ nó đang nằm coi cải lương. Bà nhìn ông rồi nói: ông vào ăn cơm đi, tôi có chừa canh chua với cá rô kho tiêu ở dưới. Ông trả lời trong cơn say: hai mẹ con ăn đi, chừa tôi làm gì. Còn thằng Tuấn, mày đã ăn chưa?
Thằng Tuấn im lặng không trả lời, bà phải trả lời thay nó. Tôi với nó ăn rồi, còn một mình ông thôi đó. Ông ăn rồi đi ngủ đi, mà ông đi nhậu ở đâu vậy? Tôi đến nhà anh Xui thăm con Thùy với cháu ngoại, rồi sẵn uống với anh Xui vài ly. Trời ơi, ông tới nhà người ta chi mà tới hoài vậy? Hôm bữa người ta đã nói vậy mà ông còn tới. Tôi đi thăm con tôi với cháu tôi, họ nói gì tôi không quan tâm. Thăm vài lần là được rồi, cứ cách một tuần là ông tới, người ta nói chết. Thằng Tuấn nghe xong vụt miệng. Đi kiếm rượu uống thì nói mẹ đi, chứ thăm cháu thăm con gì mà ngày nào cũng đi. Ông nghe xong chỉ tay vào mặt thằng Tuấn rồi la lớn. Mày nói cái gì? Thằng Tuấn cũng hét lớn. Tôi nói ông đi kiếm rượu uống. Hai cha con cãi nhau rùm beng lên, bà phải vào cuộc can ngăn. Tôi lạy ông, không ăn cơm thì đi tắm đi rồi đi ngủ. Cứ mỗi lần ông về là cái nhà này lại có chuyện. Bà quay sang thằng Tuấn rồi nói. Mày cũng im đi, kệ ông nói gì kệ, mày vào ngủ đi. Thằng Tuấn nóng giận bỏ đi vào trong, ông quay sang la vợ mình. Đúng là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Thằng Tuấn lục đục bên trong một lát, rồi nó trở ra với chiếc ba lô cũ của cha nó, nặng trĩu trên vai. Nó dắt chiếc xe máy ra và nói ba từ duy nhất, tôi đi đây. Mẹ nó chạy theo cản lại với tiếng gọi, Tuấn, Tuấn, vang vọng trong màn đêm hiu quạnh. Nó đã lên xe và chạy đi mất hút. Bà quay sang nạt ông. Ông sáng mắt ra chưa? Rượu với chè, ông đã phá nát cái nhà này chưa đủ hay sao? Mà còn đi uống rượu về kiếm chuyện hết người này đến người khác. Bà cưng chiều nó như vậy là nó hư. Mai mốt tôi chết rồi thì nó sống như thế nào? Khi không biết làm ăn với người ta, phải tập tành làm ăn với người ta ngay bây giờ, chứ không để nó nêu lỏng ăn chơi mãi được. Ông làm ăn giỏi quá. Đó, cả tỷ bạc bay đi rồi, nợ nần chồng chất, ruộng đất bán sạch, còn muốn dạy con làm ăn kiểu đó hả? Mà chết cái gì, ông trời đánh chưa chết ở đó mà mai mốt ta chết. Tôi làm nhiều vậy cũng chỉ mong có tiền xây lại cái nhà. Trời không thương nên nổ hết cái này tới cái khác, tôi biết làm sao bây giờ? Biết vậy thì no làm ăn lại từ đầu, tối ngày nhậu nhạt thì tính sao được cái gì? Hồi đó ông làm lắm mà, sao thời gian gần đây tự nhiên dở chứng ăn nhậu vậy? Ăn nhậu giết còn cái da bọc xương mà nhậu miết. Ông bỏ đi vào trong phòng, gương mặt buồn bã, dường như ông đã tỉnh hẳn. Ông vội vàng trở ra trong sự lúng túng. Ba lô, cái ba lô của tôi đâu? Bà dẹp nó đâu rồi? Mau trả lại đây cho tôi. Bà nhìn ông rồi trả lời. Ba lô của ông tôi lấy làm gì? Thằng Tuấn nó lấy rồi. Ông bệt xuống nền, cái gương mặt nhăn nhó trong sự đau khổ. Hai cái tay sờ lên đầu rồi nắm tóc. Bà nhìn ông lắc đầu rồi nói. Có cái ba lô cũ rách mà ông làm gì như mất mấy cây vàng vậy? Bộ để tiền trong đó hả? Ông thì một đồng cũng không có, tiền đâu mà để trong đó? Trong đó nó hoàn toàn không có tiền bạc gì cả. Cái ba lô nó cũng không hề có giá trị. Nhưng tôi có để một vật trong đó, mà cái vật đó tôi không muốn hai đứa con tôi nhìn thấy. Coi bộ nghiêm trọng quá. Bà gọi điện cho nó, kêu nó trả lại ngay cái ba lô cho tôi. Nó muốn đi đâu tôi không cản, nhưng cái ba lô phải trả lại cho tôi. Bà móc điện thoại ra gọi thì thằng Tuấn đã khóa máy. Vì nó biết nó đi chắc chắn bà sẽ gọi điện kêu nó về. Bà nhìn ông rồi nói. Ông làm gì mà trông thê thảm vậy? Ông mếu máo rồi như nói một mình. Xong rồi, xong rồi. Bà nghe càng khó hiểu. Vợ chồng đã mấy chục năm nay chưa bao giờ bà thấy thái độ của ông lạ như lúc này. Bà nghĩ đơn giản rằng chắc ông không muốn thằng Tuấn đi nên làm vậy để kêu nó về. Vì bà thừa biết tuy cái miệng ông la la chửi chửi vậy nhưng ông rất thương thằng Tuấn. Bà nhớ lại mỗi lần ông ho sáng đến đêm. Bà hỏi ông bị gì thì ông trả lời bị viêm họng. Bà hỏi sao ông ốm quá thì ông trả lời do uống rượu không ăn uống. Chẳng ai biết ông bị bệnh. Ông cũng chưa từng than vãn rên rỉ cho vợ con biết. Ông tự cắn răng mà chịu một mình. Đến khi chịu hết nổi thì ông lại uống rượu để quên cơn đau. Ông ít khi nào uống rượu cùng ai. Quý lắm ông mới uống cùng. Đa số là ông uống một mình trong căn phòng im lìm. Bà cũng không mấy vô tâm. Chỉ nghĩ đơn giản là ông bị ho vì viêm họng mà nhậu nên suốt ngày ho nhiều. Sụt cân là do không ăn uống. Chứ bà không hề biết ông xấu kỹ đến mức như vậy. Người cha đã âm thầm lặng lẽ yêu thương các con. Đến hơi thở cuối cùng, mái tóc bạc màu gió sương của sự khó nhọc, bàn tay đã chai cứng vì cầm cuốc nuôi con, đôi mắt chịu nặng tâm tư mà ít ai nhìn thấu. Tình yêu thương của cha cũng dạt dào không thua kém gì mẹ. Cha vẫn là cha, quần áo cũ kỹ khét mùi nắng,
bàn chân luôn dính đầy bùn lấm lem và con lúc nào cũng hơn chính bản thân của mình. Cha có thể nhịn đói, nhịn khát để con được no ấm. Cha sẽ vui lòng khi thấy con thành công và có một tương lai tươi sáng. Nhưng cha cũng sẽ đứt từng đoạn ruột khi thấy con mình vấp ngã. Nụ cười và nước mắt của cha nó không bao giờ hiện lên trên gương mặt. Buồn hay vui gì cha cũng để bụng. Ai quan tâm thì sẽ biết tâm trạng của cha như thế nào. Từ cha chỉ có duy nhất ba chữ rất ngắn, nhưng tình thương của cha dành cho con nó dài vô tận, dài miên man mà mãi mãi không bao giờ đi hết được. Cha là bóng râm che mát cho đời con. Một mai cha không còn, đời con đầy nắng trên đầu. Con Thùy và thằng Tuấn cứ khóc lên khóc xuống bên linh cữu của ông. Miệng chúng nó cứ gọi: "Cha ơi đừng bỏ con mà đi." Tiếng gọi hòa theo làn khói hương nghi ngút rồi tan biến. Trên bàn thờ đầy đồ cúng hoa quả, trái cây, thịt thà. Nhưng khi còn sống, ông chả được ăn những thứ ngon đó bao giờ. Câu chuyện rất là buồn và cảm động phải không mọi người? Và câu chuyện đến đây là kết thúc. Chúc mọi người có phút giây thật thư giãn khi nghe chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại.